bên sẽ tiếp tục và quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của hai nước thực hiện hiệu quả những dự án hiện có, đồng thời mở rộng các dự án đầu tư với sự tham gia của các công ty dầu động và tự hào. Đó là cảm xúc chung của gần 400 cựu sinh viên đã từng học tập tại Liên Xô và Liên bang Nga trong cuộc gặp mặt Tổng thống Nga Putin tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 20 tháng 6. Sau bài phát biểu mở đầu, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc giao lưu, trò chuyện, giải đáp những câu hỏi của một số cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Liên Xô và Nga trong không khí gần gũi, cởi mở và thân mật. Các cựu sinh viên đã chia sẻ tình cảm của mình với nước Nga, ngôi nhà thứ hai của mình. Những trí thức Việt Nam đã từng được đào tạo ở Nga đều có trong mình những kỷ niệm không thể nào quên về con người Nga, con người chân thành, thân thiện, về đất nước Nga và văn hóa Nga với những nét đặc sắc khó quên.